thành cùng tâm tư con nhảy mừng trong Chúa ơi a nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời. Đi lên đi lên đền thờ Thiên Chúa tôn vinh ngợi khen Chúa. Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con hoan lạc trên bàn thờ ngày xưa, xác hồn này con hiến dâng. Tin vào thành cùng tâm tư con nhảy mừng trong Chúa ơi a nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời. Đi lên đi lên đền thờ Thiên Chúa tôn vinh ngợi khen Chúa. Chính đây tòa Chúa ngự nghe lời con dâng lên ngài, đây hiệp lòng ngàn dân đến bàn thờ chung lễ tin vào thành cùng tâm tư con nhảy mừng trong Chúa ơi a nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời. Đi lên đi lên đền thờ Thiên Chúa tôn vinh ngợi khen Chúa. Chúa là nguồn hoan lạc cho đời con luôn mong chờ đến chung lời ngợi ca dâng người tình yêu thiết tha. Tin vào thành cùng tâm tư con nhảy mừng trong Chúa ơi a nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa. Vào chúc thánh nhân dâng lời cảm tạ, cùng tôn hô theo điệu hát cung đàn. Thánh huỳnh 94 cũng là tâm tình của chúng ta, diễn tả niềm mừng vui đang dâng trào lúc này. Tri ân về tình thương dịu vời của Thiên Chúa đã tặng ban cho mọi người và từng người. Tri ân Thiên Chúa đã thương ban cho giáo hội những phương tiện cần thiết để phục vụ công cuộc đào tạo linh mục của Chúa và giáo hội. Tri ân về sự quan phòng, trở che của Thiên Chúa đã cho công trình được khởi sự và hoàn thành tốt đẹp. Lời tri ân trọn vẹn nhất chúng ta dâng lên Chúa lúc này là lòng mến yêu chân thành. Cùng với lời tri ân, chúng ta thành khẩn cầu xin Thiên Chúa ban ơn và trả công bội hậu cho Đức Cha Đa Minh, cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Xuân Lộc và cho tất cả những ai đã và đang quảng đại góp công chung sức cho công trình được hoàn thành, để chúng ta có được thánh lễ cung hiến hôm nay. Chúng ta cũng cầu xin Chúa chúc lành để nhờ cơ sở khang trang này mà công việc đào tạo ứng sinh linh mục đã và đang thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần gặt hái thành quả như lòng Chúa mong ước. Con luôn
giữ gìn con luôn. Tạ ơn Chúa. Số giáo dân công giáo trên toàn tỉnh
luôn luôn là vượt trên 1/3, tức là khoảng 34-35% trở lên. Có những vùng như là Hồ Nai, Gia Kiệm thì tính theo địa bàn các huyện là 70-80% là Công giáo. Cho nên là đa số các dân về thì là những người họ muốn về gần các nhà thờ, họ đi chuyển về các di tản á, vượt biên các thứ á, 76 hay 77 coi nó bao nhiêu. Đó, ở Sài Gòn là mất đi 200 ngàn. Trong bầu khí thánh thiêng, chúng ta cùng với đấng hồng y Gioan Bautista, Đức Cha Đa Minh, Cha Tổng Đại Diện và Quý Cha cùng mọi người đang hiện diện hiệp chức thánh lễ cung hiến ngôi nhà nguyện mới. Ngôi nhà nguyện được Đức Hồng Y cung hiến để trở thành nơi đào luyện các chúng sinh thành những linh mục, là những phản chiếu trong suốt của Đức Kitô linh mục, tiếp nối chính sứ mạng của Đức Kitô và trở thành con người mầu nhiệm hiệp thông và phục vụ giáo hội. Chính tại nơi đây, các chúng sinh được Chúa Thánh Thần đào tạo biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô là đầu và mục tử, để thực thi sứ mạng nhân danh Đức Kitô và thay mặt Đức Kitô. Đây là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã tặng ban cho giáo hội và cách riêng cho giáo phận Xuân Lộc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, cộng đoàn phụng vụ chúng ta hân hoan dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Đứng vào lòng thương xót đã ban cho chúng ta niềm hạnh phúc khi khẩn cầu Chúa thánh hóa quả chuông mới này. Thực vậy, tiếng chuông gắn liền với đời sống Kitô hữu, tiếng chuông hân hối và cầu nguyện tập hợp cộng đoàn, mời gọi mọi người đến cử hành phụng vụ, báo tin những biến cố vui mừng hay tang chế của các thành viên. Chúng ta hãy sốt sắng tham dự lễ nghi này, để khi nghe tiếng chuông, chúng ta biết hướng tâm trí lên cùng Chúa, biết chia sẻ vui buồn với nhau, và với tiếng chuông tập hợp, chúng ta biểu hiện sự hiệp nhất với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con chúc tụng Cha. Cha đã sai con Cha xuống thế gian để người tập hợp loài người bị tản lạc vì vết thương tội lỗi. Và khi tập hợp, họ lại thành một đàn chiên. Người là mục tử duy nhất chăn dắt và nuôi dưỡng họ.
Vì vậy lại cha, chúng con này xin cha cho các tín hữu khi nghe tiếng chuông kêu gọi sẽ mau mắn hân hoan chạy đến nhà nguyện, và khi kiên trì trong giáo huấn các tông đồ, trong tình hòa hợp giữa anh chị em, trong việc bẻ bánh và trong kinh nguyện, họ trở nên một lòng một dạ ngợi khen vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây, lần đầu tiên tiếng chuông vang lên như tiếng Chúa mời gọi quy tụ đoàn chiên trong nhà Chúa.
không có nước, mặt đất chỉ là biển vô cần. Nước thánh còn có nhiều lực khiếp tẩy và thánh hóa. Nước được làm phép rẻ tới hơn, nhờ lực động của Chúa Thánh Thần sẽ thánh tẩy, đổi mới và làm sinh tất tân thiên liêng đến đó. Đức Hồng Y làm phép nước rẻ trên cộng đoàn, trên đường nhà huyền và bàn thờ. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ tổng thể của những nhà hôm nay, chúng ta hãy cùng thắng này xin Thiên Chúa khất lòng khám nước này để rảy trên chúng ta làm dấu chỉ thánh hôi và nhắc lại cái tích rửa tội để thân tẩy tội lỗi và bàn thờ mới. Tuy nhiên, Thiên Chúa mới là tưởng dụng ơn của người mà giúp đỡ chúng ta không ngoan nhưng theo thánh thần để sống trung thành trong mọi vật. Chúng ta nhân lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ Chúa mà mọi người được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa luôn yêu thương mọi người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha, mà còn nhủ lòng thương lấy xương xa bất thái rửa họ sạch mọi tội lỗi và xin nhận đưa họ về với Đức Kitô là Chúa lành. Quả thế, vì tình thương Chúa đã quyết định những ai nhắm mắt tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh này thì được cùng kết với Đức Kitô và được đổi về trong sạch, trở nên kiên thể của người và cùng người thừa kế sống đời đời là sự sống mới. Vì vậy xin Chúa ban phước lành thánh hoa lúc này để đẩy đến con và các thuộc nhà mình này, nước ấy trở nên trong khi nước thánh tay cứu rỗi để đổi đổi chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con cùng gửi gọi anh chị em tụ hành các hồn nghiệp thánh trong nhà mình này đang được đạt tới Jerusalem trong trời. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô chúng con. Nhân Thiên Chúa
không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lệ luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta. Như có lời chép rằng, ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc trước mặt Thiên Chúa, đấng ông đã tin, đứng cho kẻ chết sống lại và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc. Như có lời đã phán với ông rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Vì vậy, ông đã được kể như sự công chính. Đó là lời Chúa. Để tiếp cận với người cha để
xe của mạng của giáo hội Việt Nam, của giáo hội đặc biệt, của giáo hội Xuân Lộc, mà cũng là của mạng của gia đình đại chủ nhiệm Xuân Lộc. Khi chúng ta thực hành lễ kính thánh của xe thì trước tiên chúng ta hãy hiểu ý với nhau, tạ ơn Chúa ban cho giáo hội Việt Nam, ban cho giáo hội Xuân Lộc, ban cho gia đình đại chủ nhiệm Xuân Lộc một người cha không những để bảo vệ che chở cho cuộc hành trình tiến về nước Chúa của mỗi người, của mỗi gia đình, song còn nêu gương cho chúng ta thực hiện cái cuộc hành trình này như thế nào để đi đến nơi mà Chúa chờ đợi chúng ta. Một cái nét đặc biệt nhắc nhở cho chúng ta như Chúa Giêsu nhắc nhở cho chính gia đình cha mẹ dưới đất này: cha mẹ thương con, sau 3 ngày tìm gặp đứa con đi lại thì vui mừng và cũng than thở để trút cái gánh nặng buồn phiền mất con 3 ngày. Nhưng Chúa Giêsu đặt cái câu hỏi mà có lẽ không có cái văn hóa của cái nước nào, của cái châu lục nào mà hiểu được: cha mẹ tìm con làm gì? Không biết rằng con phải ở trong nhà cha của con, cha trên trời, và phải gắn bó với người cha là ưu tiên số 1. Lời nhắc nhở của Chúa cho chính cha mẹ dưới đất của mình cũng là lời nhắc nhở cho mọi người chúng ta. Chúng ta đặt cái nhà này để cho chúng ta đến gặp gỡ người cha của mình. Chúng ta đến đây tất cả cái niềm tin mà Chúa đã trao ban cho mỗi người từ ngày chúng ta nắm cái tin của tôi, niềm tin rằng người cha yêu thương, người cha là cái gốc của sự sống, cái gốc của tình thương, luôn luôn tiếp cận với người cha đó là tiếp cận với cái gốc, cái nguồn gốc sự sống và cái suối nguồn tình yêu của mình, để mình được sống mỗi ngày dồi dào hơn và tình yêu của mình mỗi một ngày một tỏa sáng ra hơn. Đó là cái ý nghĩa của cái việc mà tiếp cận có cái tương lai thường xuyên với người cha trên trời. Tiếp cận với người cha là cái lời của người dạy, người là người dạy là ánh sáng chân lý, dẫn chúng ta đến sự khôn ngoan. Khôn ngoan của người cha khác với khôn ngoan của thế gian, và dẫn chúng ta đến cái nguồn sự sống mới, dẫn chúng ta đến sự bình an mà mỗi người mỗi gia đình cần có một sự ổn định bình an đó. Thế ngoài ra là Chúa nói với Chúa Giêsu 12 tuổi trong đền thờ, nói với thánh Phaolô xe này, gợi cho tôi cái ý đó là tuần trước thì cũng Chúa Giêsu cũng có nói cái ý khác tương tự: đừng có gọi bắt người ai gọi mình là cha là thầy, bởi vì chỉ có một cha trên trời, bởi vì chỉ có một thầy là Đức Kitô. Thế nhưng trong cái văn hóa Đông Tây thì cũng vậy, thế ở đâu đã gặp lên mình hay là trong gia đình thì cũng gọi cái người sanh ra mình là cha là mẹ, ở đâu ta cũng gọi lên mình tay lãnh đạo về thôi, hiện năng gọi là linh mục cha các thầy. Thế đang khi chúng kinh mình bắt người ta phải gọi, cho nên khi cái văn hóa gọi như vậy thì
nghĩa là những cái ánh sáng thiên nhiên của chúng ta là trời. Tôi hôm tuần rồi tôi dẫn một cái đoàn 34 người đi hành hương ở Hội Đức, hành hương Lý Dương, chỗ nơi cái nhà thất thần Đức Teresa Giêsu ngày đầu sinh ra, tới cái nhà kính tu đó, rồi hành hương Roma gặp giáo hội, thì có hai sự kiện làm cho tôi xác tín. Khi mà người khác gọi các linh mục hay gọi tôi là cha đã chung trong giáo hội, nghĩa là nhắc nhớ cho tôi cái gì? Rồi chúng tôi đến thăm cái nhà của nơi bà Thánh Teresa sinh trưởng, sân nhỏ nhỏ người ta tặng tượng ông bố là mới được ông Á Thánh, Á Thánh ông bố tên là ông Mạc Tên, tặng cái tượng đó ông ngồi. Và Thánh Teresa bây giờ là 15 tuổi thì ngồi kế bên, trong cái cử chỉ chắp tay thế này, xin người cha của mình cho mình đi vô nhà kính tu mới có 15 tuổi. Mà Teresa biết rằng mới có 15 tuổi thì người ta chưa cho vô nhà kính. Xin cha xứ cũng không có phép cho về Nam Mỹ ông bố. Theo bố làm sao? Thì người ta tải cái từ cái thái độ của bố. Và Thánh Teresa chắp tay nhìn bố mình, còn bố ngồi nhìn lên trời. Thế cái đoàn hành hương đi theo tôi hỏi nghĩa là gì? Rồi chúng tôi đứng chụp hình xung quanh hỏi nghĩa là gì? Tôi nói là nghĩa là bà Teresa đã xin ông bố cho tôi ở cái tuổi chưa có ai cho cái tôi nào. Ông bố không biết trả lời sao, cho nên nhìn lên trời là nói với Teresa hỏi ý của chàng trên trời định làm sao, ý của chúng ông không định như thế nào đây. Cho nên mỗi lần có ai hỏi tôi là người cha chúng trong giấc thờ hay là thì luôn tôi nhớ trong cái cơ quan dân chủ đó, dân cộng đồng đó, Chúa muốn cho tôi, ý của Chúa muốn cho tôi làm cái gì đối xử với mọi người sao? Giống như Chúa Giêsu nhắc nhở cho Thánh Giuse của Ngài khi mà tìm gặp con mình, đó là cái sự kiện thứ nhất làm cho tôi luôn luôn nhớ cũng có cái niềm tin định hướng cho cái cuộc sống của mình. Từ những tư tưởng, tâm tình, thái độ luôn phải tìm ý của cha trên trời. Bởi vì ý của cha trên trời là cha yêu thương, muốn cho mình làm sao đó để đi đến cái sự sống dồi dào, sự sống bình an, sự sống hạnh phúc lâu dài cho mình, cho mọi người. Đấy, ý của cha là vậy. Và bây giờ trong cái hoàn cảnh cụ thể thì cái gì cụ thể là ý của cha cho mình nghĩ như thế nào làm gì? Đó là một sự kiện. Sự kiện thứ hai, sáng thứ tư rồi, bữa nay 8 ngày thì cái đoàn hành hương của tôi sáng số 7 giờ thì kéo nhau vô trong đền thờ Thánh Phêrô, cái tầng hầm ở dưới, các giáo hoàng chết chôn xung quanh. Tôi làm lễ lên, rồi cho tới 8 giờ tắt ra ngoài, đi lên kiếm ở trên đền thờ. Tới 9 giờ thì ra trước đền thờ, giống như cái quảng trường bên ngoài,
kiếm cái chỗ con mình, dành cái chỗ con mình để mọi người nhận được biết cái hoàn tất. Thế 9 giờ tổng là mình đến sớm, nhưng mà đến là người ta đã ngồi phía trước cái đoàn Việt Nam ngồi phía sau, không thấy rõ. Tôi thì tôi người ta xếp chỗ cho một chỗ không nghĩ giống như mình kế được, nhưng mà nắng đó rồi tôi đi tới đi luôn nói chuyện với mấy người nghĩ giống mình khác rồi kiếm cớ để mình không hơi nắng, rồi tôi đi lại thăm cái đoàn Việt Nam của mình rồi chụp hình ra để tránh nắng, đỡ ngồi ở cái nắng chán chán đi như bây giờ. Thế sau khi giáo hoàng ra rồi phải giới thiệu các đoàn bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, rất nhiều lần. Rồi thì đoàn Việt Nam kế thiệu tới 2 lần. Mỗi lần kế thiệu là biết các bạn dòm tôi là dòm xung quanh với cái đoàn Việt Nam đâu. Thì rộng cho tao cũng chạy. Tới chừng sau khi giới thiệu rồi thì ngài nói cho cái đoàn này bằng tứ tế này, đoàn kia, tứ tế kia thì cũng chúc mừng, vui mừng gặp gỡ rồi xin Chúa chúc mừng đại ý là vậy. Rồi sau đó cũng gần 12 giờ và hơn tiếng một, từ 10 giờ rưỡi cho tới quá 1 giờ rưỡi thì phòng nghi giám mục mới lên bắt tay chào nói mấy lần. Thì tôi người ta chỉ tôi đi đâu lắm, có lẽ họ thấy mình xa xôi đi làm sao không biết. Thì tôi có nói với cái ông là con rất vui thấy thằng cha còn khỏe mạnh, cái sinh mạng ở đây cái đó, nhưng mà sức khỏe vẫn còn khỏe mạnh. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai tôi nói rằng là các giáo hội Việt Nam ước mong mời Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam trong năm tới, là thăm cho cả giáo hội tại Việt Nam. Ngài cũng ngước mắt lên trời và nói chúng ta cần khẩn coi Chúa quan trọng đến lời nguyện như thế nào. Ngài cũng không có nhận, cũng không từ chối, nhưng mà tìm ý Chúa đó, ý của Chúa muốn như vậy thì chúng tạo điều kiện để cho được như vậy. Đó là hai cái cử chỉ mà luôn nhắc nhớ cho tôi. Cái chuyện gì đó, cái ai trong gia đình, người cha, người mẹ, người đứng đầu, con cái hay là gia đình muốn cái gì thì quan luôn quan tâm coi là ý Chúa sao, nó trở thành cái định hướng của đời sống Kitô hữu của mỗi người, của bản thân tôi, của mọi người. Ta muốn cái này, muốn cái kia, thứ gì trong gia đình, nhưng mà ý Chúa muốn sao? Bởi vì ý của Chúa muốn cái gì cụ thể trong cái hoàn cảnh cụ thể đó, nhưng mà để đạt được đến cái sự bình an cho mọi người, cái sự yêu thương trong gia đình, trong cộng đồng, và cái sự sống dồi dào cho mỗi người, cho cả cộng đồng, cho cả gia đình. Cho nên chúng ta mình cứ thắp hương xe hôm nay nhắc nhớ cho mình thắp hương xe là nêu một cái tấm gương tuyệt vời. Đặc biệt trong những lúc gặp bất chắc, gặp cái hoàn cảnh nan giải, khó khăn, thử thách, thì luôn luôn thắp hương xe tìm ý Chúa, sứ điệp thánh thần thiên thần của Chúa mang đến đó là ý Chúa. Thắp hương xe là nêu cho chúng ta thắp hương và chúng ta cầu thần thường xuyên ở nhà tiếp sức soi sáng cho chúng ta nói hướng được như ngày luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt là trong khó khăn, trong những gian nan thì biết
biết tìm kiếm cha trên trời và thi hành kiếm cha trên trời. Chúa Giêsu, cái lòng hiếu thảo của Chúa Giêsu luôn tin hành kiếm cha trên trời cho đến cùng, cho đến cái đoạn cuối cùng. Đó là cái lòng hiếu thảo đối với cha, cách truyền đệ chúng ta bước theo Chúa, cũng phải bước theo cái con đường đó. Mà con đường đó, người Do Thái thì có hay đó là cái tội nhân, người Hiến Đạo có hay đó là sự điên rồ, còn Chúa coi đó là cái khôn ngoan của tình yêu. Vậy chúng ta hãy nhớ trong đơn đó, xin Thánh Giêsu xe giúp cho mọi người trong gia đình đại diện các cha thành, trong gia đình giáo đoàn sứ, từ giám mục tới tất cả các mục tu sĩ giáo dân, rồi trong giám mục Việt Nam cũng vậy, để giúp cho mọi người khẳng định cái hướng sống như Chúa đã dạy, như Thánh Giêsu đã thực hiện. Thì đó là cái con đường duy nhất đưa đến sự sống dồi dào, đưa đến sự bình an và hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đồng, mọi gia đình. Xin Chúa luôn gìn giữ và che chở tất cả chúng ta. Khởi đầu nghi thức cung kính nhà nguyện và bàn thờ hôm nay, xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý trong kinh cầu các thánh. Chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa làm Cha toàn năng những lời thỉnh cầu nhờ Giêsu Kitô, đến mà toàn thể các thánh đang liên kết với người, chia sẻ cùng tự nạn với người và đồng bàn chuyện với người. Thank you.
Xin Chúa đái thương nhận những lời cầu khẩn của chúng con, để ngôi nhà này được cống hiến cho danh Thánh Chúa, trở nên ngôi nhà của ơn cứu độ và ơn sủng. Hầu cho dân Kitô khi hội nhau ở đây biết tôn thờ Chúa trong linh thần và chân lý, biết xây dựng được Chúa trong đức ái. Nhờ Đức Kitô với chúng con. Amen. Cung linh và đạo ý của các thánh. Bàn thờ là chính thức mình Chúa Kitô, đừng đã chết cho mọi người được sống. Trong buổi thánh lễ, chính Chúa Giêsu là nguồn lễ, bàn thờ và nguyện hành nghi lễ dâng về cho Thiên Chúa Cha. Theo gương Đức Giêsu, các vị tử đạo dùng chính máu mình thâm nhập vào giá mộ của Đức Kitô để xây dựng hội thánh. Cốt các thánh tử đạo chúng ta công nguyên để cần mỗi tại bàn thờ được thánh hiện hôm nay là Thánh Geronimo Ecclesiastes, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1800 tại Santo Domingo de la Calzada, nước Tây Ban Nha. Năm 1828, cha Ecclesiastes tình nguyện đến Việt Nam lấy tên gọi là Vọng, cùng với ba thừa sai phát. Ngày 25 tháng 4 năm 1843, cha được tấn phong giám mục với tên gọi là Linh thay cho tên Vọng trước đây. Đức cha Ecclesiastes lãnh nhận triều thiên tử đạo vào ngày 1 tháng 11 năm 1861. Đức thánh cha Pio thứ 10 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1906. Thánh Philippe Phan Văn Minh, sinh năm 1815 tại làng Cái Mơ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi học thần học tại Penang, Malaysia, ngài chịu chức linh mục năm 1840 tại Gia Lộ, do đức cha quê gốc thể. Cha Philippe lãnh phúc tử đạo ngày 13 tháng 7 năm 1853. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo XIII đã suy tôn ngài lên bậc chân phước. Thánh Francisco Xavier Nguyễn Cần, còn có tên là Nguyễn Kê, sinh năm 1803 tại Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông, Hà Nội. Thánh Francisco Xavier Cần vào chủ viện, trở thành thầy giảng và đi giúp các đức cha. Thầy lãnh cành vạn tuế tử đạo ngày 20 tháng 11 năm 1837, khi mới 34 tuổi. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn thầy giảng Francisco Xavier Cần lên bậc chân phước. Thánh Thomas Trần Văn Thiện, sinh năm 1820 tại làng Trúc Quán, tỉnh Quảng Bình, năm 1838, lúc 18 tuổi. Thomas Thiện được cha giám đốc Canada Kim gọi về chủ viện Chi Loan, Quảng Trị, trở thành chúng sinh được 2 ngày. Ngài bị bắt giam tại Quảng Trị. Ngày 21 tháng 9 năm 1838, ngài được đón nhận phúc tử đạo khi mới được 18 tuổi. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn chúng sinh Thomas Trần Văn Thiện lên bậc chân phước. Thánh Matthew Lê Văn Gập là một thương gia, sinh năm 1813 tại họ Tắc, thuộc làng Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc huyện Thục Đức. Ngày 11 tháng 5 năm 1847, Thánh Matthew Gập được phúc tử đạo. Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo XIII suy tôn lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Thánh Anne Lê Thị Thành, hay còn gọi là bà Thánh Đê, là thánh nữ tiên khởi của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thánh Anne sinh khoảng năm 1781 tại làng Bãi Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thánh nữ là một người mẹ gương mẫu về đời sống đức tin và lòng bác ái. Thánh nữ nhận phúc tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841. Ngày 5 tháng 2 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio XI suy tôn chân phước cho bà Anne Lê Thị Thành. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, tất cả 6 chân phước trên đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn lên bậc hiện thánh. Giờ đây chúng ta cùng long trọng cung nghi cốt các ngài.
giờ đây Đức Thần Y sẽ đón trọng đọc lời nguyện cung hiến. Đây là giây phút quan trọng nhất trong nghi lễ cung hiến nhà nguyện và bàn thờ. Xin mọi người cùng xuất sắc hiệp ý với chủ đề. Xin ơn chủ thánh thần thánh hóa nhà nguyện và bàn thờ này. Lạy Chúa là đấng khánh hóa nhà an và hội thánh, chúng con hãy quan hệ chúng con danh thánh Chúa. Vì hôm nay thánh tín đồ cử hành nghi lễ trọng thể cung hiến ngôi nhà nguyện này cho Chúa một cách vĩnh viễn, để nơi đây họ thờ Chúa cách xuất sắc để lắng nghe lời Chúa dạy bảo và được nuôi dưỡng bằng các bí tích. Ngôi nhà này biểu hiện một nhiệm hội thánh mà Đức Kitô đã thánh hóa bằng máu thánh người để phô bày trước mặt mình một hội thánh là hiền thê vinh hiển, là trinh nữ trỗi trang vì đức tin tuyên truyền, là hiền mẫu phong phú nhờ quyền năng Chúa thánh thần. Hội thánh đó thật là thánh thiện, là cây nho mà Chúa đã chọn lựa với cành lá vươn ra che khắp mặt đất, và nhờ cây gỗ thật giá chứng đỡ đã làm, đã đâm chồng vươn lên tận nước trời. Hội thánh đó thật là diệu phúc, là nhà tạm Thiên Chúa ở với mọi người, là đền thờ thánh thiện xây lên bằng đá sống động, tựa trên nền tảng các tông đồ có Đức Giêsu là đá gốc. Hội thánh đó thật là cao cả, là thành trì dựng trên đỉnh núi, hết thảy đều nhìn thấy, mọi người đều trông rõ nơi ấy ngọn đèn của chiên con đêm lì được chiếu sáng và danh của lời ca tri ân ca thánh. Vì thế lại Chúa, chúng con này xin Chúa quay thân đổ xuống trên nhà này và bàn thờ này, chân và ân thánh lại trời, để nhà này luôn luôn là nơi thân, để bàn thờ này nhận được dọn sẵn khí tế của Đức Kitô đến muôn đời. Lạy Chúa, xin Chúa cho nơi đây luôn sống nước ân thánh, chung vùi tội lỗi loài người, để con cái Chúa nhờ chết đi cho tội lỗi được tái sinh vào sự sống mới trên trời. Xin cho nơi đây các linh hồn được gây văn bàn thờ tự hành cùng chủ niệm vượt qua và được bổ nhiệm nơi bàn tiền lời Đức Kitô và lần đó thánh người. Xin cho nơi đây gian gọi lên để nhận xin lời cái hai nguyên quân cho ân thân loài người hợp với và ca các kinh thần và liên đi bay lên tới Chúa lời nguyện cầu cho hạnh đổi thế gian. Xin cho nơi đây càng ngày càng được lòng thương xót người bị áp bức được tự do và chân thân, và mọi người được học lấy phần gia của con cái Chúa cho đến ngày họ sống sinh ra tới Jerusalem trên trời. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con, người hằng sống và hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất giai Chúa thánh thần đến muôn thờ muôn đời. Amen. Sức dùng bàn thờ và các từ nhà nguyện. Dầu là ánh về của Thiên Chúa ban, sức dầu cho người khi vật nào là đấng chỉ Thiên Chúa quyền chọn và thánh biến người khi vật ấy cho Thiên Ngài. Điều dịch dầu là dấu chỉ Thiên Chúa cho thánh thần thánh hiền. Chúa thánh thần thẩm thấu vào người khi vật được dịch dầu để đổi mới làm cho cuộc tròn về Chúa. Đức Hồng Y dịch dầu thánh hiền lên bàn thờ, biến bàn thờ thành hiện thân của Chúa Kitô. Đứng được dịch dầu thánh thần để hiện chân cho Chúa Cha mỗi khi tự hành thánh thể. Chúng con những người chấp tập đại diện và cha đặc trách liên mục sức dầu các cổ hai bên nhà nguyện. Xin Chúa dùng quyền năng của người thánh hóa bàn thờ và nhà nguyện này mà chúng con theo nhiệm vụ sức dầu thêm, để nhờ dấu hiệu hữu hình chúng con hiện thả hầu nhiệm Đức Kitô và hội thánh của người. Thank you.
đời con tôi nói luôn rằng xin Ngài còn cho người ơn khi Chúa đổ tràn đầy trên mọi gian phòng còn trao ban thờ biểu thị Chúa Kitô, đừng hiện mình cho Chúa Cha, tự trồng hương ngào ngạt, khói hương cũng diễn tả lời kinh nguyện của các tín hữu trong tất đồng của Chúa Thánh Thần, bay lên trước tôn nhang Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên như hương thơm trước tôn nhang Chúa, và những nhà này đầy mùi thơm dịu thế nào? Thì xin cho Hội Thánh Chúa luôn tỏ lan hương thơm Đức Kitô như vậy. Thank you.
sáng bàn thờ và nhà mình. Ánh sáng tượng trưng cho Chúa Kitô là ánh sáng soi đường cho muôn dân. Nhờ thắp điện vào nghi lễ dân chức bàn thờ, các tín hữu sẽ được soi sáng để sống theo khuôn mẫu Chúa Kitô, đứng vững chức mạng sống mình cho muôn người. Xin ánh sáng Chúa Kitô cháy sáng lên trong mọi thân để muôn dân được đầy sáng chân lý của người.
Kính mời Đức Hồng Y trao chứng thư cho cha giám đốc. Xin cộng đồng cổ thân người đồ sử dụng. Vì thế chúng con nài xin Chúa đồng ơn anh.
Cùng một thế giới sau lửa anh tôi, người cầm lấy chén cũng cả ơn trao cho ta mong để mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới mà vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Thank you.
sống dài như cái muôn đời. Amen. Em của Chúa ở anh chị em. Và năm 2006,
chủng viện chúng con đã chính thức khai giảng khóa đầu tiên. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2008, ngày khai giảng đương khóa 2007 và 2008, và với sự hiện diện của chủng sinh của bốn giáo phận, thì chính Đức Hồng Y đã đích thân đến thăm và khích lệ chúng con trong cái ngày khai giảng ấy. Chúng con phải nhớ Đức Hồng Y bày tỏ một cái sự ưu tư về tình hình của chúng sinh. Bởi vì nếu không có nơi điều kiện thuận lợi thì các chúng sinh sẽ mang cái tâm lý, tâm trạng của một cái thực trạng là gà công nghiệp. Bởi vì trần trội quá cho nên sẽ phát sinh ra nhiều chứng bệnh về thể lý, tâm lý và thậm chí cả trong đời sống thiêng liêng nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay, chính Đức Hồng Y đã đến đây để thánh hiến ngôi nhà nguyện và bàn thờ này và kết thúc chương trình xây dựng của chủng viện. Chúng con nghĩ Đức Hồng Y có thể an tâm bởi vì với những cơ sở mới khang trang và thuận lợi này thì có lẽ chúng con sẽ không phải là gà công nghiệp và sẽ là chủng sinh tốt để trở thành linh mục tốt. Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Hồng Y. Chúng con xin tri ân Đức Cha Đa Minh Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Người ta vẫn nói chủng viện là con nuôi của giám mục, nhưng chúng con thì vẫn luôn luôn nói thêm một chút nữa, không những là con nuôi mà còn là con tim của Đức Cha. Từ khi nhận trách nhiệm mục tử của giáo phận Xuân Lộc này, thì Đức Cha luôn thao thức làm sao để thực hiện cái ý định của Đức Cha Phaolô Maria, đó là mở cái cơ sở hai tại giáo phận này để lo việc đào tạo chủng sinh cho bốn giáo phận. Tuy nhiên, để có một cái nơi đào tạo thuận lợi thì chính Đức Cha là người đã có sáng kiến để xây dựng lại tòa giáo mục, trung tâm mục vụ và đặc biệt là chủng viện của chúng con đây. Và từ đó thì hơn 2 năm vừa qua, cho dù cái công việc mục vụ của giáo phận rất lớn thì chính Đức Cha vẫn đích thân chỉ đạo thiết kế công trình. Chính Đức Cha đích thân đi tìm nguồn tài chính rồi theo dõi đôn đốc thực hiện cái công trình sao cho tốt đẹp. Các chúng sinh chúng con ngày ngày chứng kiến Đức Cha đích thân đi thăm công trình và chỉ đạo từng chi tiết một. Và ngay cả trong thời gian cách đây 4 tuần Đức Cha nằm bệnh viện, nhưng bất cứ khi có dịp có người từ trên tòa giám mục đi xuống thăm Đức Cha thì Đức Cha cũng hỏi thăm xem tiến độ thi công như thế nào. Tất cả những điều đó để chứng tỏ rằng trái tim của Đức Cha đó chính là cái việc đào tạo linh mục cho hội thánh. Và ngày hôm nay với cái ngôi nhà nguyện mới được thánh hiến thì toàn bộ công trình xây dựng đã hoàn tất. Chúng con tin rằng niềm vui của Đức Cha rất lớn. Chúng con xin được vui mừng với Đức Cha. Chúng con cảm tạ Chúa và tri ân Đức Cha. Và ngày mai là sinh nhật của Đức Cha. Chúng con xin tận dụng cái cơ hội này để chúc mừng sinh nhật Đức Cha và cầu nguyện xin Chúa ban Đức Cha luôn luôn lành hồn xác, sức khỏe dồi dào để Đức Cha tiếp tục những công trình lớn lao cho giáo phận Xuân Lộc này. Kính thưa Cha Tổng đại diện, cái sáng kiến và cái người hướng dẫn chỉ đạo là Đức Cha. Tuy nhiên, người trực tiếp điều hành việc xây dựng công trình lại là chính Cha. Như Đức Cha vẫn thường nói, nếu không có Cha Tổng đại diện thì chắc là Đức Cha không thể làm gì được. Và chúng con thấy thực tế đúng là như vậy. Trong hơn 2 năm vừa qua, Cha đã vất vả ngược xuôi làm sao để cho công trình thực hiện được một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Không ít lần chúng con nhận ra sự ưu tư của Cha khi Cha đối diện với khó khăn, ví dụ như vấn đề khan hiếm vật tư, vật giá leo thang, hoặc là nhân công ít, tiến độ thi công chậm trễ. Nhưng dù vậy, Cha vẫn bình tĩnh từng bước để tìm những giải pháp tốt nhất. Con còn nhớ có lần Cha đã thú nhận là giáo xứ Tân Mai của Cha ít lâu nay lôi thôi lắm rồi. Và quả vậy, Cha đã tạm gác một phần công việc của giáo xứ để lo cho công việc chung.
ngày hôm nay chúng con xin hết lòng tri ân cha. Chúng con xin cảm ơn quý cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa đã đến dâng lễ và cầu cho chúng con trong ngày hôm nay. Theo sự chỉ đạo của quý cha, thánh lễ ngày hôm nay mang tính nội bộ của gia đình chủ viện. Nhưng dù vậy, chúng con vẫn được vinh dự để đón tiếp các vị thánh quý. Chúng con được vui mừng đón tiếp quý cha quản hạ. Quý cha có mối liên hệ đặc biệt với gia đình chủ viện chúng con. Chúng con được đón tiếp quý tu sĩ nam nữ, đặc biệt là quý vị thân nhân của đức cha từ quê hương Phú Nhai miền Bắc. Chúng con cũng được đón tiếp các vị khách quý, hiệp sĩ đại thánh giá, các vị giám đốc của các công ty Hoàng Đức, công ty Tâm Sinh Nghĩa, công ty Âm Thanh Việt Thương, công ty Đông Phương và các đại ân nhân khác của chúng con. Cái sự hiện diện của quý cha và của quý vị tuy dù rất là ít ỏi nhưng nó mang tính chất đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Chúng con muốn nói lên cái lòng biết ơn quý cha và quý vị. Tất cả quý vị đều là đại ân nhân của chúng con. Tất cả mọi người đều quan tâm, lưu tư, lo lắng cho chủ viện. Tất cả mọi người đều muốn dành cho chủ viện chúng con những gì là tốt đẹp nhất để các chúng sinh trở thành linh mục thánh thiện và hiện thành phục vụ Chúa. Quả vậy, chúng con thật là cảm động khi được biết rằng có những người giáo dân ở trong căn nhà lụp xụp, nghèo nàn nhưng vẫn dành đồng tiền của mồ hôi nước mắt để góp vào cho công trình xây dựng. Họ đóng góp một chút nhỏ bé của mình để làm sao có được cái cơ sở đào tạo thuận lợi cho việc tu luyện các chúng sinh. Hồng ân mà chúng con nhận được hôm nay có lẽ nó là cái gì còn lớn lao cao cả hơn là cái cơ sở vật chất. Chúng con học được ở đây bài học của sự hiệp nhất. Khi mà mọi thành phần dân Chúa đồng tâm nhất trí với nhau và hiệp thông với vị chủ chân thì bất cứ công việc nào, cho dù là khó khăn, phức tạp đến đâu thì cũng sẽ đi tới thành công. Đó chính là một bài học về tinh thần giáo hội. Mọi người sẵn sàng quên đi những lợi ích riêng tư hoặc những quan điểm cá nhân để đồng lòng lo cho công việc của giáo hội. Và sở dĩ mọi người đều chung một tấm lòng quảng đại như vậy chính là vì tất cả đều ý thức về tầm quan trọng và sự cao cả của chức linh mục. Ai ai cũng đều khao khát các linh mục tương lai phải là những mục tử có chất lượng, khả dĩ đáp ứng được nhu cầu của hội thánh ngày mai. Và chính vì vậy, cùng với lòng tri ân, chúng con xin hứa với Đức Mục Y, Đức Cha, cha tổng đại diện quý cha và các đoàn là các chúng sinh chúng con sẽ quyết tâm tu luyện và sống sao xứng đáng với ân huệ đã lãnh nhận. Chúng con kính xin Đức Hồng Y, Đức Cha, quý cha và quý khách thường tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin đa tạ. Cư nhận việc lãng hoa tươi thắm diễn tả lòng tình yêu của chúng con. Xin phép Đức Cha, cho tôi có đôi lời với các thầy gia đình đại chủ nhiệm thân xe cơ sở hai. Hôm trước Đức Cha nói với tôi hôm nay đến để làm lễ thắp hiến bàn thờ, thắp hiến nhà thờ, nhà nguyện của đại chúng nhân. Tôi nói Đức Cha làm đơn rồi, tôi bận rộn rất nhiều chuyện. Ngài nói tôi sẽ đây là cơ sở hay đại chúng nhân, đại chúng nhân thắp xe Hồ Chí Minh, cơ sở hay là đại chúng nhân sinh động. Thế tôi cũng không có chạy chối được, cho nên tôi cũng nhận cách miễn cưỡng hết. Nhưng mà
niềm vui, có được sự an ủi. Khi mà đọc bài tin mừng này, tôi thấy các thầy bước theo Chúa Giêsu vào trong đền thánh, nhà của Cha của mình, rồi cũng nói cho tôi cái câu mà Chúa Giêsu nói thánh đi xe với mẹ, không biết cha mẹ không biết con đang ở trong nhà cha, bước theo bước ngoài hương người cha, đang tìm ý cha để ghi hình ý cha xong, nhắc nhở cho tôi cũng phải làm như vậy, cho nên rất cảm ơn. Thì lúc nãy đó, trong cầu nguyện tôi có cảm nhận những cái ý như vậy. Và thêm nữa, em như là thông chúc cho các thầy xây dựng nhà cha của mình đây để làm gì? Tất nhiên là để cho các thầy quy tụ lại cầu nguyện. Nhưng mà để làm gì nữa? Để Chúa ban ơn cho các thầy ơn trợ giúp, để tất nhiên là trung thành những cái ơn gọi, những tiếng gọi của Chúa. Nhưng mà trước mắt là để mỗi một người trở nên đền thờ của Chúa mỗi một ngày một hơn. Đấy, cho nên cái nhà nguyện này, cái vai trò, cái chức năng của nó là giúp cho mỗi anh em trở nên đền thờ của Chúa. Anh em xây dựng cái đền thờ của Chúa như thế này, tất nhiên là không phải chỉ có nhiệm vụ xây dựng nhà thờ, đền thờ của Chúa, xây dựng bản thân của mình, cộng đồng của mình thành đền thờ của Chúa mà thôi, mà bước tới nữa, anh em còn có trách nhiệm không những xây dựng nhà Chúa mà còn xây dựng ngôi nhà gia đình trong giáo hội. Anh em còn xây dựng gia đình, việc xây dựng những cái ngôi nhà khác, nhà không những nhà thờ vật chất mà còn nhà tu, các nhà tu, anh em góp phần xây dựng như thế này, những ngôi nhà đó, nhà thờ, nhà tu. Rồi chưa hết, còn có trách nhiệm xây dựng cái ngôi nhà Việt Nam cho dân tộc đất nước của mình. Xây dựng như thế nào thì những cái ngôi nhà đó, thế từ năm ngoái cho tới năm nay, từ cái thượng hội đồng tháng 10 về làm Chúa Tư Giáo Hoàng nói trong nhiều dịp là Chúa là cái nền để xây dựng những ngôi nhà gia đình, cái ngôi nhà tu hay là cái ngôi nhà Việt Nam cũng trên cái nào thì nó mới dựng lại. Thế lời Chúa là cái nào? Thế Đức Giáo Hoàng nói thì tôi thấy nó chung chung, tôi có suy nghĩ thêm. Rồi trong cái chuyến hành hương rồi, tôi nói chuyện với nhiều người nhiều nơi, tôi cụ thể là cái ngôi nhà đền thờ của Chúa bản thân của mỗi người, hay là cái ngôi nhà, cái mái ấm gia đình của mỗi người, của mỗi gia đình khi tôi hữu hay gia đình khác, hay là cái ngôi nhà của nhà tu, hay là cái ngôi nhà Việt Nam, thì muốn cho nó vững bền, tôi tổng kết lại thì phải xây trên bốn cái cụ trụ này, cái cột trụ này. Lời của Chúa nói, tôi tập kết thành bốn cái cột trụ. Nếu xây chỉ có một, hai cột trụ thì cái ngôi nhà nó không có vững. Cái ý này tôi bắt đầu từ hôm bữa lễ hội tán của Nguyễn Tùng, tôi chia sẻ ý cho các cha của bạn, mấy hai chục cha. Rồi nói
các anh cha góp ý thêm, coi cái ý tưởng này đầy đủ hơn, có thiếu gì không, có đúng không, chính xác không. Rồi trong cái chuyến hành hương, tôi gặp Bộ Ngoại giao của Tổng thống tôi muốn nói, rồi gặp cái hội đồng giáo ban về chi dân tôi cũng nói, rồi đến cái nhà tu có ông khâm sứ Tổng thống ở tại Trung Quốc hỏi thăm tôi về Việt Nam tôi cũng nói, rồi gặp tổng quyền ban vệ tổng quyền dòng chủ thế tôi cũng nói cái ý đó để xem thôi, mọi người có bổ sung thêm có đủ chưa, có đúng không đó. Thì tôi thấy nói chung là ai cũng thống nhất và hài lòng là thế này. Tôi nói là đám tay của một người tổng mấy chục năm nay chúng ta, hồi nãy tôi vô trong nhà truyền thống của giáo đình này, tôi thấy có cái câu to đồng hành dân tộc, sống chúng ta trong lòng dân tộc, nghĩa là gì? Cụ thể nghĩa là mình phải góp phần những cái lời của Chúa, thì chúng tôi trích ra đây thành bốn cái giá trị Kitô giáo mà giáo hội đã công bố, đã loan tin nhiều thế kỷ này trên nhiều đất nước để người ta xây dựng cái ngôi nhà dân tộc của họ, cũng như nhà thờ nhà tu nhân trên bốn cái cột trụ, là bốn cái giá trị tinh thần, bốn cái giá trị chính. Nếu xây chỉ trên một hai cái ngôi nhà không có dựng, phải đủ bốn cái đó, bốn cái cột gì, bốn cái giá trị nào? Thưa cái thứ nhất là chân lý, sự thật. Cái thứ hai là công lý, là đạo lý và lẽ phải. Cái thứ ba là tình thương, tình huynh đệ, tình liên đới trong giáo của chúng ta hiện thông. Cái thứ bốn là cái sự ổn định, an bình và hòa bình. Đó là bốn cái cột trụ mà bất cứ gia đình nào, cộng đoàn nào, cộng đoàn nhỏ hay lớn, hay cộng đoàn dân tộc muốn xây dựng cái ngôi nhà của mình cho nó vững bền, cho nó được bình an, được hạnh phúc, thì cũng phải xây trên bốn cột trụ đó. Xây một hai cái không đủ, không dựng cả một cái. Tôi cũng cầu chúc cho các thầy, các cộng đoàn, các thầy trước tiên xây dựng cái đời sống cộng đoàn của đại chúng nhân trên bốn cái cột trụ đó, để các thầy quen, sau này các thầy đi ra làm phục vụ, hãy góp phần xây dựng xã hội đất nước của mình cũng trên bốn cái cột trụ đó, và đó là sống phúc âm trong lòng dân tộc của mình, đó là đồng hành với dân tộc của mình để góp phần xây dựng, yêu thương và phục vụ cho đời sống của dân tộc của mình. Chúc cho các thầy được như vậy. Xin cảm ơn. Trong ngày vui trọng đại này, chúng con cũng mong muốn được nghe những lời giáo huấn của Đức Cha. Giáo hội giáo phận, chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha. Trong kỳ lễ này, khi mà theo Đức Cha Phaolô Maria lên để thỉnh vĩnh Đức Hồng Y, thì con đã thưa với Đức Hồng Y rằng Đức Hồng Y là ông nội của con, và thực sự ông nội rất là thương cháu,
bằng chứng rõ ràng ngày hôm nay công đội đã đến để chủ tọa lễ cung hiến nhà thờ chủ quyền và bàn thờ. Khi mà con hỏi mời Đức Hồng Y đến thì Đức Hồng Y nói rằng cái việc đó là việc của giám mục chứ. Mà con nói là thực sự con đã tiên đoán rằng con không có đứng vững được tại là vì con đang rất là đau chân. Con nói là thưa Đức Hồng Y, tại là vì con đang bị cái vướng cái chân không có đi lại được. Tại ông đội bảo thế thì được rồi. Vì lý do chính đáng và hôm nay thì ông đội đã đến và đến không phải là đến ngày sát giờ mà ông đội đã đến ngay từ lúc 8 giờ là ông đội đã có mặt ở đây rồi. Nói lên được rõ được cái tình thương của Đức Hồng Y đối với cá nhân của con. Còn hơn nữa, Đức Hồng Y đã là người đã đưa con vào trong cái nhiệm vụ giám mục này. Khi mà Đức Hồng Y trong cái ngày lễ tấn phong của con, Đức Hồng Y đã nói được rằng giám mục Xuân Lộc đã trừ đi được một 3-0 vì có 4-0 thì có giám mục ở đây còn lại 3-0 nữa. Và lời tiên tri của Đức Hồng Y đã thực hiện từng bước một. Tháng 8 chúng con có được việc phân chia giáo phận và cũng tháng 12 thì chúng con có việc thành lập chủ viện. Rồi từ cũng như cũng từ đó giáo phận của chúng con có thêm nhiều linh mục. Tức như vậy là 4-0 của Đức Hồng Y đã thành 4 con và có cái dồi dào nhất là trong cái chủ viện này. Chính vì vậy nên trong cái ngày hôm nay cung hiến và cũng là ngày kết thúc cái công trình của chúng con, của tòa giám mục và của chủ viện có được Đức Hồng Y ông nội của chúng con đến đây thật là ý nghĩa. Xin cộng đoàn vỗ tay cảm ơn Đức Hồng Y. Rồi khi mà nhận nhiệm vụ giám mục Xuân Lộc thì tôi đã từng thưa với quý cha và cộng đồng giáo phận vấn đề nhân sự là vấn đề quyết định tiến hay lùi của giáo phận. Mà muốn có vấn đề nhân sự thì chúng ta phải có cơ sở. Cũng chính từ đó mà tôi mời gọi tất cả trong giáo phận, đặc biệt là những vị ân nhân, những ân nhân và những vị đã đóng góp rất nhiều trong tinh thần hành chánh cũng như là trong công việc xây dựng và đóng góp xây dựng, tất cả đều đã đáp lại lời mời gọi của tôi. Và công trình hôm nay chúng ta đã thấy rõ đó là sự hợp lực, hợp sức, hợp trí của tất cả mọi người. 3 tảng đá dựng lên ở giữa sân đã nói rõ lên được đó là sự đồng tâm của các linh mục, của các tu sĩ nam nữ và cộng đồng giáo dân. Sự hợp lực đó đã tỏa sáng lên trên cái quả địa cầu, có ánh sáng để cho tất cả mọi người được nhìn thấy cái sự hợp lực, hợp sức, hợp trí của các giáo phận. Và mọi người từ người già cho đến người trẻ tất cả đều phấn khởi và hân hái góp phần vào xây dựng công trình hôm nay đã được hoàn thành. Đó là công trình tổng lực, đó là việc hợp lực hợp nhất với các chúng sinh, đặc biệt là với các chúng sinh trong cơ sở hai của Sơn Lộc. Các chúng sinh đã nhìn thấy rõ được cái công trình của mình, cái cơ sở của mình và cái mục đích của cả giáo phận đầu tư vào cái công trình này. Như vậy các chúng sinh hãy cố gắng đón nhận cái ơn của Chúa trong mình. Ơn Chúa càng nhiều thì chúng ta càng phải đáp trả một cách tích cực và đầy đủ. Hy vọng được rằng các chúng sinh hàng ngày đến nơi cầu nguyện này nhìn thấy, nhìn lại cơ sở của mình để chúng ta cố gắng làm sao thật sự trở thành những linh mục xứng đáng như lòng Chúa mong muốn và góp phần xây dựng giáo phận cũng như giáo hội Việt Nam
và lòng mong ước của Đức Hồng Y đã gửi gắm cho các chúng sinh trong lời nhắn nhủ của người vừa qua. Tất cả chúng ta đều ghi nhớ và sống để đáp lại ơn Chúa, đặc biệt sự hỗ trợ của Thánh cả Như Sa. Từ cái ngày mà chúng ta trong thánh lễ tạ ơn ngày 26 tháng 9 vừa qua và ngày hôm nay, chúng ta thấy tất cả mọi sự đều diễn ra trong tình thương của Chúa và sự bầu cử của Thánh cả Như Sa, để chúng ta sống tâm tình tạ ơn và sống xứng đáng là những người con của Chúa, là sự hỗ trợ của Đức Maria và Thánh cả Như Sa. Thân ái chào tất cả. Thưa anh chị em, Thiên Chúa đã cho anh chị em trở thành hàng tử tế vô giả, xin người giúp anh chị em chu toàn thánh dụ và tích cực thông hành và nghi lễ của Đức Kitô. Người đã quy tụ anh chị em chúng ta một bàn thờ và cho anh chị em chúng ta được một bánh thánh. Xin người cho anh chị em được một lòng một ý với nhau. Chúc anh chị em luôn trong dạng Đức Kitô làm chứng cho người bằng thương lành thật ái để đôi kéo thiên hạ đến cùng người. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúng anh chị em đi bình an.